lên MV Quê Kiển, nhan sắc thiên an, nữ chính sóng gió đời thực đẹp miễn chê. Nổi lên như một hiện tượng, Thiên An thể hiện độ ăn ý với Jack trong từng MV. Dù bị dìm hàng bởi khoản tạo hình, song visual của cô vẫn luôn tỏa sáng. Thiên An có tên đầy đủ là Trần Nguyễn Thiên An, cô sinh năm 1998 tại quê nhà Bình Dương. Năm 2019, nàng hot girl nổi lên như một hiện tượng khi góp mặt trong MV như Bạc Phận, Sóng Gió, Tỏ Tình, Sao Em Vô Tình v.v. Cô đã có màn kết hợp cực kỳ ăn ý với Jack, thậm chí cả hai còn từng lộ lên tin đồn hẹn hò thời điểm đó. Trong MV, Thiên An xuất hiện với tạo hình cô gái nông thôn, với trang phục và kiểu trang điểm dân dã, nữ chính bị dìm hàng kha khá. Song nếu nhìn những bức ảnh đời thường, hẳn nhiều người sẽ phải trầm trồ trước nhan sắc của cô gái 23 tuổi này. Ít ai biết rằng Thiên An có chiều cao khá khiêm tốn, song qua những tấm hình mà cô đăng tải, dân tình lại khó phát hiện ra điều đó nhờ cách tạo dáng và chọn trang phục tinh tế. Cô sở hữu thân hình thanh mảnh, cân đối với gu thời trang trẻ trung và đa dạng, luôn biến hóa thay đổi không ngừng. Thiên An có thể cân từ phong cách tiểu thư nhẹ nhàng tới cô nàng quyến rũ gợi cảm, làn da trắng, đôi mắt to và gương mặt sắc nét để giúp cô ăn điểm không ít khi lên hình. Được biết, trước khi nổi lên như một hiện tượng, Thiên An từng là mẫu ảnh. Cô bắt đầu công việc này từ năm lớp 11. Bên cạnh đó, Thiên An cũng thử sức với một số cuộc thi như Miss Teen 2017, The Face 2017, song thứ hạng không cao. Nàng hot girl còn từng là sinh viên của trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh HUTECH, ngành ngôn ngữ Anh. Từng có khoảng thời gian, Thiên An cũng vô tình vướng phải lùm xùm không hay khi có mối quan hệ khá tốt với Jack. Thời điểm liên tục sánh đôi với nam ca sĩ, cả hai đã vướng tin đồn hẹn hò, nhưng nhanh chóng lên tiếng phủ nhận. Trong một bài phỏng vấn với Thanh Niên vào tháng 10 năm 2019, Jack đã thẳng thắn chia sẻ về chuyện tình cảm của mình. Nam ca sĩ cho biết, hiện tại tôi chưa nghĩ đến việc có người yêu, nhiều khi nhìn fan mình đứng dưới mưa dầm mưa, bao nhiêu thôi là tôi đã thấy đủ rồi. Nếu bây giờ còn dành thời gian cho người khác nữa thì tôi không biết mình làm được gì cho đối phương. Nhiều khi con gái cần một người đàn ông lịch sự an toàn, nếu mình không làm được thì đừng cố. Dù khẳng định mối quan hệ bạn bè, tuy nhiên cặp đôi này vẫn được người hâm mộ nhiệt tình đẩy thuyền trước khi scandal giữa Jack và công ty ICM bùng nổ. Bên cạnh đó, nàng nữ chính MV cũng từng làm dư luận dậy sóng khi đăng tải bài viết nêu ra quy định để được cô cho vào nhóm fan. Theo đó, mọi người cần phải cung cấp các thông tin cá nhân bao gồm cả giấy khai sinh, hộ khẩu hay chứng minh nhân dân. Sau những tranh cãi, Thiên An từng lên tiếng giải thích, cô cho biết tất cả chỉ để đảm bảo vấn đề an ninh. Tuy nhiên, câu trả lời vẫn không thể làm hài lòng phần đông cộng đồng mạng. Sau thành công từ việc làm nữ chính MV, có một thời gian Thiên An bỗng lặng mất tâm. Thời gian gần đây cô mới trở lại mạng xã hội và đăng tải loạt ảnh xinh đẹp, khoe nhan sắc mặn mà. Bạn nghĩ sao về hình ảnh của cô nàng? Chia sẻ dưới bình luận ngay nhé! Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!